Video clip này dùng đối với người nhiễm COVID-19 không triệu chứng, thể nhẹ và sau điều trị. Tại sao phải phục hồi chức năng giai đoạn này? Phục hồi chức năng trong giai đoạn này thì giúp cho người nhiễm COVID thể nhẹ và không triệu chứng, cải thiện cái khả năng thông khí của phổi, giúp cho cơ thể lấy được nhiều không khí ra vào phổi. Cái trường hợp thứ hai là với những trường hợp mà có bệnh lý nền hoặc là những người mà có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào thì tập luyện và tập thở cũng như là phục hồi chức năng hô hấp thì sẽ giúp tống thải đờm dịch ra ngoài. Bên cạnh đó các bài tập vận động thì sẽ giúp cho tăng cường cơ lực thể chất nói chung, tăng cường cái cơ lực của cơ thể cũng như là các cái cơ hô hấp được hoạt động tốt hơn, và từ đó thì sẽ giảm được cái tỷ lệ lo lắng, trầm cảm và giúp cho tinh thần thoải mái, lạc quan. Lưu ý khi tập luyện: nên tập một mình trong phòng, môi trường thoáng mát, không quá nóng hay quá lạnh, mở cửa sổ để thông thoáng phòng. Trường hợp trên 2 người tập trong khu cách ly thì cần giữ khoảng cách tối thiểu trên 2 mét và đeo khẩu trang khi luyện tập. Để tăng hiệu quả tập luyện, cần uống đủ nước, nên uống nước ấm, nhấp liên tục, không chờ đến khi khát mới uống. Ăn đủ chất dinh dưỡng. Nếu chán ăn hay mệt, nên chia nhỏ bữa ăn và ăn thức ăn ở dạng cháo súp. Luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái, không nên bi quan, tiêu cực. Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường, mệt, khó thở hay đau ngực tăng, SpO2 dưới 94%, cần dừng tập theo dõi cơ thể. Nếu các biểu hiện này tăng lên cả khi nghỉ, cần báo cho nhân viên y tế để được theo dõi kịp thời. Kỹ thuật thở cơ hoành hay thở bụng, mục đích tăng thông khí vào phổi, tăng trao đổi oxy, giúp bớt khó thở. Thực hiện kỹ thuật, người bệnh ngồi ghế, hai chân mở rộng bằng vai, thả lỏng cơ thể, đặt tay lên bụng, hít vào bằng mũi sao cho bụng phình lên, cảm nhận bụng phình lên, đẩy tay ra, thở ra bụng từ từ hóp lại. Duy trì tập luyện mỗi ngày ít nhất 2 lần, mỗi lần 15 phút hoặc khi có cảm giác khó thở, mệt mỏi. Kỹ thuật thở mím môi. Mục đích làm tăng khả năng bong chóc đờm dịch để dễ dàng đẩy ra ngoài. Thực hiện kỹ thuật, người bệnh ngồi trên ghế, hai chân mở rộng bằng vai, thả lỏng cơ thể, hít vào làm căng lồng ngực, mím môi thở ra từ từ, sao cho thời gian thở ra ít nhất bằng 2 lần thời gian hít vào. Duy trì tập luyện mỗi ngày ít nhất 2 lần, mỗi lần 5 đến 10 phút, nên thở mím môi ngay sau khi ngủ dậy hoặc khi có cảm giác muốn ho. Kỹ thuật tập thở kết hợp với vận động. Mục đích tăng cường cơ lực, tăng cường thông khí. Thực hiện kỹ thuật, người bệnh ngồi trên ghế, động tác 1, hai tay duỗi thẳng phía trước mặt, từ từ hít vào thật sâu, đồng thời hai tay đưa sang hai bên làm mở lồng ngực. Sau đó thở ra từ từ, hai tay đưa về vị trí ban đầu. Động tác 2, hai bàn tay đan vào nhau và đặt ở phía sau vùng đầu cổ, hai khuỷu tay ở phía trước mặt, từ từ hít vào thật sâu, đồng thời đưa hai khuỷu tay sang hai bên làm mở lồng ngực, tiếp đó đưa hai khuỷu tay về trước, đồng thời thở ra hết. Kỹ thuật thở chu kỳ chủ động. Kỹ thuật này được áp dụng cho những người có biểu hiện tăng tiết hoặc ứ đọng đờm dịch. Mục đích giúp tăng khả năng tống thải đờm, làm thông thoáng đường thở. Thực hiện bước 1, ngồi hơi gập người về phía trước, hít thở nhẹ nhàng, từ từ bằng mũi, sao cho cơ thể thoải mái và thư giãn. Thời gian hít thở ít nhất 20 đến 30 giây. Bước 2, hít thật sâu bằng mũi, sao cho lồng ngực được căng giãn tối đa, nín hơi khoảng 2 đến 3 giây, rồi thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Lặp lại bước 1 và bước 2 vài lần trước khi chuyển sang bước 3. Bước 3, người bệnh hít thật sâu rồi nín thở khoảng 2 đến 3 giây, sau đó tròn miệng, hà hơi thật mạnh. Thực hiện bước này 1 đến 2 lần, nếu chưa khạc được đờm,
thì lặp lại chu kỳ từ bước 1. Thực hiện kỹ thuật 1 đến 2 lần đến khi cảm thấy đường thở thông thoáng thì dừng. Nếu có dấu hiệu ho ra bọt màu hồng hay ho ra máu, cần báo với nhân viên y tế để xử trí kịp thời. Tư thế nằm sấp. Thực hiện trên người bệnh có ho khạc đờm hoặc có bệnh hô hấp mãn tính hoặc những người đã và đang hút thuốc lá, thuốc lào. Mục đích: cải thiện khó thở và hạn chế tình trạng ứ đọng đờm dịch trong phổi. Không áp dụng với trường hợp có chấn thương ngực, bụng, béo phì quá mức, người có bệnh lý cột sống cổ, phụ nữ có thai. Thực hiện: nằm sấp quay mặt sang bên, kê gối dưới vai, hông và bàn chân. Hai tay vòng lên trên hoặc xuôi theo thân sao cho thoải mái. Hít từ từ thật sâu làm căng lồng ngực, mím môi thở ra từ từ. Thời gian nằm sấp duy trì 1 đến 2 giờ trong mỗi 4 giờ. Trường hợp không thể nằm sấp có thể thay đổi tư thế nằm nghiêng hoặc tư thế nằm nửa sấp. Nằm nghiêng kê gối dưới đầu, chân trên duỗi, chân dưới co. Tay trên vòng ra phía trước tạo tư thế vững chắc. Nằm nửa sấp, kê gối dưới vai và hông, chân trên co, chân dưới duỗi. Tay trên vòng ra phía trước, thả lỏng vai và hông trên tạo góc 45 độ so với mặt giường. Cần theo dõi SpO2, huyết áp và tình trạng hô hấp của người bệnh khi nằm sấp. Kỹ thuật tập vận động. Mục đích: duy trì và nâng cao thể lực, tăng cường khả năng vận động, ngăn chặn sự suy giảm thể chất và tinh thần. Tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh mà nhân viên y tế có thể đưa ra cho bệnh nhân những bài tập phù hợp. Tập chủ động hoặc trợ giúp đối với các khớp. Chi trên, động tác 1, hai tay duỗi thẳng, từ từ đưa tay lên cao qua đầu. Khi hai tay đưa lên cao nhất cũng là lúc hít vào tối đa. Sau đó đưa tay xuống, đồng thời chú môi thở ra từ từ thật hết. Động tác 2, hai tay duỗi thẳng, giang tay sang ngang, đồng thời với động tác hít vào. Sau đó chú môi thở ra từ từ và đưa tay về phía trước. Gập duỗi khuỷu tay. Nắm duỗi bàn tay. Chi dưới. Động tác 1, hai tay duỗi thẳng, co chân lên về phía bụng, sau đó duỗi thẳng chân trở lại vị trí ban đầu. Động tác 2, hai tay duỗi thẳng, đưa chân sang ra xa nhau với cử động giang khớp hông, sau đó lại đưa trở lại vị trí ban đầu. Lưu ý, người bệnh có thể tập luyện từng chân hoặc cả hai chân. Mỗi động tác tập từ 8 đến 12 lần, ngày 2 đến 3 lần. Động tác nâng mông. Hai chân co, hai tay duỗi thẳng, hít vào đồng thời từ từ nâng mông lên khỏi mặt giường. Thở ra, hạ mông xuống. Gập duỗi khớp cổ chân. Nâng chân khỏi mặt giường. Đối với người bệnh có thể đi lại được. Tập vận động tự do tứ chi, đứng lên, ngồi xuống, chống đẩy, chạy tại chỗ, tập cùng xe đạp. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh.